Ngày thuở ấy năm 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì, trải bao phen lao khổ suýt chi, sau ngày đến rạch ni liên thiền, thấy cỏ hoa cảnh bắc tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên đạo gần đất ma dương theo quấy dùng thần thông nghị lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng. Ngài bèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà coi khổ. Lòng thương chúng quyết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai có chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi cuộc luân hồi, xét cõi trần sống khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui kẹp đau. Vậy phần ta rất yêu mến đạo, chẳng nể chi trí xẻng tài sơ, lấy lời xưa kết lại ít cho thiện tính rối nhàn xem xét. Dứt mấy tâm dứt điều hận, ghét gán cần chuyên niệm Phật làm lành thử
thường cao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo khổ ta bà nhiếp lại tám phần, bởi chúng sanh mang lấy sát thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Nam mô A Di Đà Phật.